Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có chỉ đạo Bộ Xây dựng cần nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong đầu tư cải tạo chung cư cũ. Quyết tâm cải tạo này của nhà nước đã có từ lâu, nhưng nhìn chung kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Xung quanh vấn đề này, Diễn đàn Doanh nghiệp tôi trao đổi với giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sự thực mà nói, chúng ta cũng ai cũng biết rằng là cái chương trình cải tạo chung cư cũ rồi thì có thể xây dựng lại thì là một cái chủ trương lớn, là bởi vì thì nó đảm bảo cho cái thành phố nó an toàn. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu có chủ trương đó cho tới nay thì cũng cái con số mà chúng ta thực hiện mới chỉ là 1%. Thì ở đây nó có cái vướng mắc gì mà trong một cái thời gian khá dài chúng ta mới chỉ làm được 1%? Thì theo tôi thì sự thực mà nói là hiện nay chúng ta đang đi theo một cái chính sách là chúng ta cố gắng sử dụng các cái vốn thuộc khu vực nhà nước để chúng ta cải tạo. Thì cái điều đó là nó trái với cái quy luật tự nhiên. Sự thực mà nói là cái việc cải tạo chung cư cũ là đấy là trách nhiệm của những người đang ở chung cư đó. Thế thì chúng ta không đi theo cái hướng đó để giải quyết, mà chúng ta lại đi theo cái hướng là dùng vốn ngân sách để giải quyết, thì chắc chắn là không ngân sách nào chịu nổi được. Và cái thể hiện cụ thể ở đây thì chắc chắn là chúng ta cũng biết rằng chúng ta phải lấy ý kiến của cộng đồng trong cái việc là phương án cải tạo như thế nào, diện tích sàn của họ được tăng lên bao nhiêu, do cái việc họ chia lại cái quyền sử dụng đất chung cư đó cho các nhà đầu tư tư nhân mà có cái phương án cải tạo. Thế thì chúng ta hiện nay vẫn yêu cầu là phải 100% ý kiến của cư dân tại đấy. Mà chúng ta cũng biết rằng cái điều gọi là có được 100% ý kiến thì không bao giờ chúng ta có được. Trừ là có cái dự án nào đấy mà cái ông chủ đầu tư tư nhân làm cho tất cả mọi người là lợi gấp 3-4 lần thì chắc là chúng ta đạt được cái 100%. Nhưng mà cái điều đó thì không bao giờ xảy ra, là bởi vì không ai bỏ tiền của mình ra để làm lợi cho tất cả những cái người mà mình không có trách nhiệm phải cho họ tiền. Thế chính vì vậy mà các nước thì họ cũng đưa ra cái phương án cải tạo chung cư. Nhưng họ dựa trên nguyên tắc đa số cộng đồng đồng ý, đồng thuận với cái phương án đó. Thì như vậy ở đây có mấy việc. Thứ nhất là phương án cải tạo là ai đứng ra xây dựng. Trên thế giới thì người ta cho là cơ quan nhà nước đứng ra cũng được. Anh chủ đầu tư tư nhân đứng ra cũng được. Hoặc là một nhóm cộng đồng nào đó của những người đang ở chung cư đưa ra cũng được. Nhưng mà cái phương án đó thì sẽ phải đảm bảo được sao cho lợi ích nó được chia sẻ giữa là nhà nước với cái anh chủ đầu tư tư nhân mà vào cải tạo, cũng như là các cái chủ của chủ các căn hộ tại chung cư đó, là sao tạo ra được một cái đồng thuận theo đa số cộng đồng. Đa số đây có thể hiểu là 60%, 70%, 80%, tùy theo cái dạng chung cư rồi là cái cấu trúc cộng đồng ở đấy nó như thế nào, thì chúng ta đưa ra được một cái con số được gọi là đại đa số. Thế còn những người không, một cái thiểu số nào đó không đồng ý, đôi khi chỉ vì họ cảm thấy lợi ích của họ là không được thỏa đáng, mà nhiều trường hợp là họ cứ đưa ra tôi không đồng ý, anh làm gì được tôi. Tức là đưa ra một cái cách thức nó tiếp cận không vì lợi ích chung, thì vẫn cứ tồn tại một số thiểu số nào đó. Thế thì về vấn đề ở đây ta phải đưa ra, cái thứ nhất là chúng ta phải có một cái phương án kỹ thuật để cải tạo. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Phương án đó hợp lý có nghĩa là dễ được đồng thuận, mà không hợp lý thì khó đạt được đồng thuận. Thế thì vậy đây là một cái phương án kỹ thuật, ai đưa ra xây dựng phương án cũng được, nhưng miễn là đạt được cái sự đồng thuận của đa số cộng đồng. Trung bình thì người ta vẫn cứ coi là 70%, hay nói cách khác là 2/3. Bởi vì là nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ cần trên 50% thôi. Nhưng ở đây là vì lợi ích của rất nhiều người này kia, thì thường các nước họ chọn một cái phương án là độ 70%. Mà đạt được cái đó thì cái nhóm nhỏ không đồng thuận ấy, không đồng ý, thì nhà nước lúc đó ban hành quyết định là cưỡng chế là phải theo phương án chung.
hoặc là nhà nước thu hồi rồi bồi thường cho anh ở chỗ khác, là bởi vì anh không thể ở tiếp tục đây được nữa, là bởi vì nguy hiểm. Thì sự thực mà nói, bản chất của nó là chỉ có hai việc thôi. Một là phương án cải tạo sao cho mang tính chia sẻ lợi ích một cách hợp lý. Hai là từ đấy đưa ra lấy ý kiến của các cái cư dân tại chung cư. Khi đạt được cái tỷ lệ đa số là ví dụ như 70% thì lúc đó là phương án đó được duyệt. Thì ở đây nó cũng thể hiện vai trò của chính quyền địa phương là phải chăm lo cái việc tạo ra được cái phương án hợp lý. Sau đó chính quyền địa phương là giảng giải để cho đa số cộng đồng nhận thức được đây là quá lợi cho mình rồi. Và từ đấy thì chính quyền địa phương là làm việc là phê duyệt cái phương án đó và cho thực hiện. Thì kinh nghiệm thế giới người ta vẫn làm như vậy. Ta thì nhiều khi là lại cứ yêu cầu là phải 100% ý kiến. 100% thì gần như trên thực tế là không bao giờ đạt được. Thế chính vì vậy mà nó ách tắc là chính ở chỗ đó.